Hà Nội. Đây là bao nhiêu hàng bạc thì nhỉ? Số 2 hàng bạc đây. Rất nhiều năm trở lại Hà Nội thì hôm nay đã ngồi đây để ăn ăn bún chả. Nên là ra đây bánh rán ngon quá, lại mua tiếp bánh rán để ăn. Đây là bánh rán của bà chủ gì đấy ạ? Lệ Thanh. Lệ Thanh. Đây là số 2 hàng bạc ngay ở đoạn gần Cà Phê Năng này. Bánh rán này là bánh rán mật hả chị? Mật đường đúng không? Mật đường rất là ngon. Còn bánh rán á, bánh rán ngay ở trong ngã ba chỗ hàng bạc và bà chủ bán bún chả ấy, bán đấy. Bà chủ bún chả đấy. Sẽ hay ngồi đây. Bây giờ bán thêm món đây, bán món bánh rán đi. Giá truyền luôn. Lệ Thanh đây. Mua gì em? Nghe tên hay đấy, tưởng làm ca sĩ. Thì là bán bánh rồi. Bay kéo nào nặng bột đấy nhỉ. Mở lại bán hàng rồi, bà Thanh vui không? Ôi nhờ, vui giờ cứ cũng hạnh phúc. Cứ thực hiện là khoảng cách 5K khoảng là chuẩn rồi, xong rồi bán hàng trong an toàn được không? Tiêm hết view rồi. Luôn này, để view luôn, bún chả cũng tiệm view luôn. Đây quay cả bún chả. Bún chả này thì ăn quá nhiều năm rồi. Quá nhiều rồi. Nói chung là những người ở xa thôi, không biết thôi. Cứ đến đây biết là cứ đến là số 2 hàng bạc rồi. Gặp ca sĩ Lệ Thanh. Ca sĩ Lệ Thanh, bạn của chuyên Phương bán Thanh. Chuyên cô của Quang Hà. Đấy, cô của Quang Hà nhé. Đường trắng là làm rất đấy, bánh mật xong rồi mới cho bánh hàng nhỉ, cho bánh mới là đó. Đây đang vào đường. Bánh ở đảo mỏi tay thôi. Nó đóng lên thùng thọ lên các lơi để nó bán lại, chuyển đi chuyển 500 cái.